Thank you.
nắng chói làm bạn mới thành người thân. Lăn lũ quanh năm đã thành quen rồi, ăn vội bữa cơm trước khi nào nó bụng. Đôi khi hạnh phúc đơn giản mà cao xa, cũng là kiếp người ta thì với ta. Người trong chảy ra người hoa phố thì xin hãy biết ơn những gì mình đang nhận, không oán số phận, không hận đời hơn thôi. Ai giờ cũng sẽ sinh ra và từ biệt, xin hãy biết ơn đừng buông lời khinh miệt. Duyên số trời cho vào đời bằng tay trắng, khi xa cõi tạm lại về với trắng tay. Yêu nhiều hơn nhé, biết đâu ngày gặp lại. Yêu hơn trách nhau, chỉ xin đừng gây hại. Hãy sống làm sao ngày cuối đời nhắm mắt, nhân thế thương lòng ta mỉm cười ra đi. Ghè thuốc nè, ghè gạo nè, ghè là bọc nước tương, nước mắm, nước đường đồ này kia nè. Đó, mình nhận đủ rồi, bắt đầu mình ra đây mình nhận một bọc đồ quần áo nữa. Rồi là bên Mạnh Thường Quân đó là sẽ kèm thêm những cái tiền mặt đó, tiền mặt. Đó, rồi mình nhận xong đó là mình ra ngoài đường ngoài bên đó luôn. Dạ.
Rồi bây giờ có đẩy mấy phần quà để chụp hình gì không? Để rồi có. Kỷ niệm thầy ơi. Giờ mời Mạnh Thường Quân với quý thầy để ít phần quà trước. Nguyên, cho ông này đi trước này. Rồi thấy giờ ổn định lại mời ban tổ chức cũng như bên các cấp lãnh đạo địa phương, quý thầy cũng như các nhà mạnh thường quân để chúng ta đứng ở phía sau chụp một cái tấm ảnh tập thể kỷ niệm. Ban tổ chức cũng có đôi lời giới thiệu về cái chương trình phát quà các nhà mạnh thường quân cũng như bên ban tổ chức và các cấp lãnh đạo chính quyền. Mong quý vị cũng hoan hỷ thông cảm trong ít phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa ban tổ chức, các cấp lãnh đạo chính quyền, kính thưa đồng chí Nguyên, chủ tịch mặt trận xã Đời Gai Sáp, kính thưa đồng chí Thuận, phòng an ninh công an tỉnh Đắk Lắk, kính thưa quý thầy Minh Tâm, đại diện cho mấy nhà chùa Lâm Tị Ni cùng quý Phật tử, kính thưa các mạnh thường quân, những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm ở tỉnh Kiên Giang, kính thưa toàn thể quý đồng bào cô bác ở xã Đà Gai Sáp của tỉnh Đắk Lắk. Thưa cùng quý vị, hôm nay nhân vào ngày mùng 4 tháng 4 niên Giáp Thìn, nhằm ngày 10 tháng 5 2024, đoàn từ thiện tỉnh Kiên Giang có trở về xã Đà Gai Sáp của tỉnh Đắk Lắk để phát quà cho bà con nghèo. Vậy thì lời nói đầu tiên của chúng tôi xin đại diện cho ban tổ chức đoàn từ thiện tỉnh Kiên Giang gửi đến các cấp lãnh đạo, quý thầy và quý Phật tử và bà con đồng bào ở nơi đây lời vãn an sức khỏe, lời chúc phúc tốt lành và lời chào trân trọng. Và quý bà con kính mến, hôm nay được sự cho phép của các cấp lãnh đạo cũng như phòng an ninh công an tỉnh Đắk Lắk và mặt trận của xã Đà Gai Sáp và sự hỗ trợ của quý thầy ở chùa Lâm Tị Ni để đoàn từ thiện tỉnh Kiên Giang của chúng tôi đến đây gửi những cái phần quà ý nghĩa đến quý bà con đồng bào nghèo ở nơi đây. Thì một phần quà gồm có 10 kg gạo, một thùng mì, nước mắm, đường, nước tương, dầu ăn, thuốc tây, tiền mặt và khô và xà bông, cũng như nhu yếu phẩm cũng rất là nhiều. Chỉ nói đại diện tượng trưng thôi chứ thật ra kể ra không có hết, cho nên vì vậy đó quý bà con mình cũng thông cảm nghe, về nhận được cái gì hay cái đấy chứ nhu yếu phẩm thì rất là nhiều. Thì mong rằng quý bà con nhận được những phần quà ý nghĩa này sẽ giúp bà con mình vượt qua phần nào khó khăn trong cuộc sống hiện tại và tiếp tục vươn lên để tốt đời đẹp đạo, và bên cạnh đó phấn đấu để chúng ta càng ngày càng khấm khá hơn để xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sau cùng thì chúng tôi xin được cảm ơn các cấp lãnh đạo, đại diện đồng chí Thuận, công an tỉnh Đắk Lắk, phòng an ninh. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Nguyên, chủ tịch mặt trận xã Đời Gai Sáp. Xin chân thành cảm ơn quý thầy Minh Tâm, đại diện cho chùa Lâm Tị Ni. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử đã đồng hành cùng quý đoàn. Và xin chân thành cảm ơn quý nhà mạnh thường quân, những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm. Xin kính chúc các cấp lãnh đạo được thành công trong cuộc sống và thành công trong công việc. Xin chúc quý thầy tinh tấn tu hành. Xin chúc quý Phật tử thành công trong sự tu tập. Xin chúc các nhà từ thiện, các nhà hảo tâm luôn luôn lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc gia đình, gia đạo được an lành, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, làm ăn được thuận lợi, được suôn sẻ và phát đạt. Xin thành tâm kính chúc. Nam mô A Di Đà Phật. Trở về chương trình phát quà, con xin trân trọng giới thiệu quý thầy Minh Tâm có đôi lời cảm tưởng đến bà con mình. Mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các cấp chính quyền, lãnh đạo
tại xã Đà Đế Sáp. Trong đó là kính thưa anh Nguyên là chủ tịch mặt trận xã Đà Đế Sáp, cũng như kính thưa các anh chị trong phòng an ninh công an tỉnh Đắk Lắk, và kính thưa quý vị các mạnh thường quân của đoàn từ thiện tỉnh Kiên Giang, kính thưa quý Phật tử các mạnh thường quân chùa Lâm Thị Ni chống khai tâm, kính thưa quý Phật tử các hộ nghèo có mặt chiều hôm nay để lãnh quà từ thiện. Thì hôm nay được sự nhân duyên là mùa Phật đản Phật lịch 2568, thì quý mạnh thường quân đoàn từ thiện tỉnh Kiên Giang đã đến tại Đắk Lắk và Gia Lai để phát quà từ thiện. Thì nhân duyên đó thì chùa Lâm Thị Ni, quý mạnh thường quân cũng như Phật tử đã kêu gọi và đóng góp, cũng như là sự đóng góp trợ lực của bên các anh chị phòng an ninh tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ cho cái chuyến từ thiện ngày hôm nay. Thì thay mặt cho chùa cũng như là các mạnh thường quân xin chân thành cảm ơn các quý Phật tử các mạnh thường quân tại tỉnh Kiên Giang, cũng xin thay mặt cảm ơn các anh chị trong phòng an ninh tỉnh Đắk Lắk, và xin chân thành cảm ơn anh Nguyên, chủ tịch mặt trận huyện Đà Đế Sáp, xã Đà Đế Sáp, đã hỗ trợ tạo điều kiện cho quý thầy cũng như là quý Phật tử cái địa điểm để đến phát quà hôm nay. Và xin chân thành kính chúc cảm ơn quý Phật tử các hộ nghèo đã bỏ ít thời gian đến đây để nhận những món quà, tuy là không nhiều nhưng mà đó là những tấm lòng của quý mạnh thường quân cũng như là quý Phật tử ở xa xôi là đóng góp và đến đây để trao những cái món quà cho quý Phật tử. Thì xin kính chúc cho quý Phật tử ở tại nơi đây luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và sự cát tường như ý. Lần cuối cùng xin kính chúc các cấp chính quyền cũng như là các mạnh thường quân, các anh chị trong phòng an ninh tỉnh Đắk Lắk cũng như là quý Phật tử chùa Lâm Thị Ni luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đến giờ này thì quý Phật tử cũng đã đến và trời rất là nắng, thì quý Phật tử thông cảm là quý Phật tử nào mà đã có bên các cấp chính quyền đã phát phiếu rồi thì quý Phật tử có phiếu trên tay thì chắc chắn sẽ nghe anh điều hành với vấn đề mời hậu đầu tiên thân nguyên này. Anh Nguyên này, không ấy mình xây nhà lại dòng này anh Nguyên này. Lấy đời dòng này mình ra dòng này anh Nguyên này. Giật đó, này, nó sẽ lột trục, đúng không ạ? Vậy chưa, có nghe lời thầy không ạ? Nếu mà nghe là một người hướng dẫn thôi, một người hướng dẫn thôi. Còn nếu mà 5 người hướng dẫn sẽ nào là sẽ lột trục. Bây giờ, tại vì biết chính quyền, chịch 10 người lên tất cả các đại biểu chúng ta vào xếp hàng chụp một hình lưu niệm, sau đó mọi người sẽ tặng quà chụp hình lần nữa và mời mọi người về và chúng ta tiếp tục từ người tới người một, được chưa? Không sao được đấy ạ. Ok. 1, 2, 3.
Rồi xong. Rồi. Rồi bắt đầu. Đây lấy chưa chính. Vâng, lấy chưa xin mời mọi người tặng quà chúng ta vào vị trí của món quà mình tới ba con ở đâu luôn. Mấy món này không giờ lại chụp hình nữa hay sao mà xếp đi từ đâu lên dẹp từ đâu luôn, đừng có xếp ra bài này lâu lắm, bưng đi luôn, bưng ra ngoài luôn. Bỏ vào bởi có người nhiều người chỉ có nó sẵn sàng ra như vậy đó, thì em nào gia đình nào mà nhà thiếu rồi á thì chúng ta nó để cho nó này, cho nó các cô chủ động để làm đi vậy này, sau khi nhận thiếu xong nha, nhận tiền tốt theo ạ. Rồi mọi người bình tĩnh đừng ngồi chén lẫn mất công nha, 5 đến 10 phút là xong rồi. Đây mình ra đây luôn cô ơi. Thank you.
Còn 2 phần nữa, 3 phần rồi sao vào đây, còn 2 phần mà lại nước tương rồi, còn dưới 4 phần này sao? 4 phần cũng... Nhưng mà thiếu rồi, thiếu gì nữa hả? Ngày mai bác làm sao? Còn phần...